chị chồng chị. Chị chồng chị, anh để mất rồi. Hơn một tháng trôi qua, kể từ khi vụ sạt lở đất tại Cao Bằng cuốn trôi xe khách cùng nhiều người dân vào rạng sáng ngày 9 tháng 9, chị Đàm Thị Phương, nhà ở thị trấn Tịnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, vẫn nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt khi nhắc về người chồng quá cố, một nạn nhân xấu số trong vụ sạt lở. Thật sự là mình cũng không tin được thiên tai nó ác như thế. Quá là không thể tin được đấy là thật, mà trong khi đấy buổi chiều trước vừa nói chuyện với nhau không nghĩ là ví dụ như anh ốm đau bệnh tật ấy thì mình đã không còn có sự chuẩn bị trước, còn như bây giờ như này đột ngột. Vụ sạt lở vào rạng sáng 9 tháng 9 khiến gia đình của chị mất đi ba người thân, gồm chồng là anh Nguyễn Duy Thành cùng vợ chồng chị gái của chồng. Vợ chồng anh chị có một con gái. Giờ cháu không còn bố mẹ nên chị Phương nhận làm con nuôi. Giờ đây, tất cả những ký ức về người chồng như thước phim tua chậm trong tâm trí của chị. Về đâu còn buổi tối lúc 11 giờ, mẹ vẫn gọi điện về để nói chuyện với hai thằng cu là con ngoan nghe này mẹ đi ngủ đi, tại vì hai thằng cu là chị nó bám bố lắm, bình thường thì cũng suốt ngày chỉ cần bố thôi mà. Chồng qua đời để lại hai đứa con thơ, nguồn sống của gia đình chị đều trông vào cửa hàng tạp hóa nhỏ tại thị trấn Tịnh Túc. Những ngày tháng phía trước chắc chắn sẽ là khoảng thời gian không dễ dàng gì với mẹ con chị Đàm Thị Phương. Chồng chị mất thì chị có hai cháu, một cháu là 10 tuổi, một cháu 5 tuổi. Hai cháu đã biết được bố mình mất chưa? Cháu lớn thì nó lớn rồi thì cũng biết đấy, cũng cảm thông cho mẹ, cũng chia sẻ với mẹ, nhưng mà còn cháu nhỏ thì chị biết là bố mất nhưng mà thực sự là vẫn chưa hiểu là mất tại vì nào ấy. Chị vẫn phải nói là bố con đi làm xa, cho nên là hôm nào cũng đòi gọi điện này, đòi con chỉ có một điều ước là bây giờ bố về với con thôi ấy. Bây giờ khó khăn nhất của chị cũng chỉ là cố gắng để nuôi nấng con cái thôi, của các kinh tế, điều kiện kinh tế các thứ thì mình cũng không biết là mình đảm bảo được đến đâu ấy. Thì cũng chỉ xác định là mình có như nào thì nuôi con như thế thôi. Sau tỉnh Lào Cai, ngày 16 tháng 10 năm 2024, Báo Thanh Niên tiếp tục phối hợp với tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình Cùng Con Đi Tiếp Cuộc Đời, bảo trợ trẻ em mồ côi do bão số 3, tức bão Yagi năm 2024 tại Cao Bằng. Từ sáng sớm, chị Đàm Thị Phương đưa hai con trai vượt quãng đường đèo hơn 30 km đến dự lễ tại Ủy ban Nhân dân xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Chị phần nào bớt được chút nỗi lo khi hai con trai của chị được Báo Thanh Niên bảo trợ. Con gái nuôi cũng có đơn vị nhận trợ cấp 1 triệu đồng một tháng. Tại buổi lễ, nhà báo Trần Việt Hưng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên và chị Nông Thị Nhung, Phó Bí thư tỉnh đoàn Cao Bằng đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác bảo trợ 24 trẻ mồ côi sau bão số 3 tại Cao Bằng trong thời gian 5 năm với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Trần Việt Hưng bày tỏ cơn bão số 3 đã đi qua nhưng để lại nỗi đau không gì có thể bù đắp khi nhiều gia đình mất đi người thân. Trong đó, nhiều em nhỏ mãi mãi không còn được thấy người cha, người mẹ thân yêu của mình. Chúng tôi biết rằng là cái đau thương lắm lắm về con người. Chúng tôi không thể có gì khác nữa. Tuy nhiên, là với trách nhiệm xã hội là được sự gửi gắm, trao đổi, tin cậy của bạn bè cả nước. Thì các biên tập cảm thấy nghiêm quyết định triển khai chương trình này với mục tiêu là làm sao để thực sự giúp đỡ các cháu, các cháu, các em và hỗ trợ một phần nào cho cái chặng đường tiếp theo của các cháu, các em trong thời gian tới. Theo Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên, với phương châm hành động, hào hiệp, tử tế, nhân văn, tin cậy, ngay trong thời gian mưa lũ, Báo Thanh Niên đã đứng ra tiếp nhận tiền, quà do bạn đọc gửi cứu trợ đồng bào vùng mưa bão số 3, trong đó có tỉnh Cao Bằng. Trong giai đoạn khẩn cấp, Báo Thanh Niên đã trực tiếp triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân Cao Bằng 250 triệu đồng tiền mặt, 500 thùng sữa và hàng chục tấn nhu yếu phẩm.
Bước vào giai đoạn tái thiết, khắc phục hậu quả sau bão, Báo Thanh Niên đã triển khai ngay chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi tại các tỉnh phía Bắc. Cao Bằng là địa phương thứ hai Báo Thanh Niên chọn tổ chức lễ bảo trợ trẻ em mồ côi do bão số 3. Trong 5 năm tới, Báo Thanh Niên sẽ nhận bảo trợ 24 trẻ mồ côi tại tỉnh Cao Bằng. Tổng số tiền bảo trợ trên 2,7 tỷ đồng. Đây là số tiền do bạn đọc, các nhà hảo tâm đóng góp thông qua báo để thực hiện các hoạt động tái thiết sau bão số 3. Nhà báo Trần Việt Hưng mong muốn thông qua chương trình này sẽ hỗ trợ phần nào giúp các em vượt qua những khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban biên tập Báo Thanh Niên, nhà báo Trần Việt Hưng đã gửi lời tri ân tới bạn đọc cả nước, các nhà tài trợ, mạnh thường quân, đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hành và chung tay cùng Báo Thanh Niên thực hiện các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa hướng đến đồng bào chịu ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3. Kim tiêm, rác thải tràn lan từ chân cầu, lối đi bộ cho đến bên hông cầu. Các vệt vẽ xuất hiện khắp nơi, khiến cho cây cầu này trở nên nhếch nhác hơn bao giờ. Đây là cầu Tân Thuận 1, nối quận 7 và quận 4, một trong những cây cầu lâu đời tại thành phố Hồ Chí Minh, nay đã hơn 100 tuổi. Với hiện trạng này, khiến cho nhiều người sợ phải đi qua lối đi bộ của cây cầu này. Hay gác gứa mà ô nhiễm môi trường. Cái này mình phải sơn sửa dọn gác cho nó sạch sẽ, bớt ô nhiễm. Đi nó chích xì ke, dục kim tùm lum tùm la. Đó mình phải bắt tụi nó đi ra sơn cầu đậu gác. Sợ đúng không? Ví dụ mà mấy thằng nhiễm mình đập kim nó, mình cũng lây qua mình. Chưa thấy cầu này là tệ nhất rồi đó. Anh Nguyễn Hoàng Nam sống quanh khu vực cầu Tân Thuận 1 hơn 30 năm qua chia sẻ, mỗi khi anh di chuyển qua lối đi bộ của cây cầu này đều phải rất cẩn thận. Theo đó, anh từng nhiều lần chứng kiến các nhóm người tụ tập mỗi đêm trên cầu. Từ đó, rác thải cho đến kim tiêm cũng xuất hiện theo. Mặc cho trên cầu đều cấm các biển cấm tụ tập cho đến cấm đổ rác. Mới gần đây, gác gứa đi, gác gứa đồ là mới gần đây. Chứ đó đâu gác gứa đâu, cầu nhìn cũng đẹp. Sau này nó đem gác xuống nó đổ tùm lum tùm la, ảnh hưởng tới cái cầu của người ta, nó mất vệ sinh. Phải quan tâm cái cầu nó đẹp đẽ. Tối nào cũng xì ke vô chích dục kim lung tung, ảnh hưởng tới cái cầu. Được xây dựng vào năm 1905, với chiều dài 241m, rộng 8m, cầu Tân Thuận 1 bắc qua kênh Tẻ nên khá nhiều phương tiện lưu thông. Và để giảm tải cho cây cầu này, thì thành phố Hồ Chí Minh đã đưa cầu Tân Thuận 2 vào khai thác năm 2005. Hiện nay, một số hạng mục của cây cầu cũng đã xuống cấp, xuất hiện tình trạng hoang rỉ từ lan can cho đến chân cầu. Đồng thời, bên hông cầu là các đoạn dây điện nối dài chằng chịt, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Cầu này nói chung là nó cũng còn tốt lắm mà, nhưng mà mình không biết là cái sức lực của nó chịu được bao nhiêu. Nhưng mà thấy nó cũng mùi lắm rồi, cũng lâu lắm rồi. Mong muốn thì nhà nước có tiền người ta xây sửa lại thôi. Nhưng mà cái cầu này nói chung là anh sống đây nhiều năm, anh biết là đi qua đây, cái cầu này trọng tải lớn đi không được. Ngày xưa đi có con chèo à, từ ngày nó mở tăng cái cầu ta tăng lưng 2 là phải đi qua bển. Sẽ lớn trọng tải lớn trong mình nó qua bển không chứ không có qua đây. Trước đó, từ sự cố sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị thuộc sở tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn cầu, hầm đường bộ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị lưu ý những cầu cũ lâu năm như cầu Tân Thuận 1, Sài Gòn, Bình Triệu 1, Bình Phước 1.